những cái người nào, những cái bạn nào mà kiểu như là bạn là những người bạn thiệt thòi trước mắt ấy, nhưng mà về hậu về sau bạn là những người bạn số bạn sướng ấy, bạn không thể thiếu được cái điểm này, không thiếu được cái điểm này đâu nhá. Tiết kiệm, tiết kiệm, nhớ cho mình. Ừ, tiết kiệm. Bây giờ mình nói đơn giản là như thế này, như này. Bây giờ bạn làm một tháng bạn có người này tiền, người này lương chẳng hạn, thế thì ai chả muốn có tiền là phải tiêu đúng không? Thế tự dưng bây giờ làm mình vất vả, mình thế này thế kia mà mình có tiền mình lại không tiêu, mình lại cứ phải ăn rẻ ăn xẻ, mình lại cứ phải tích góp, mình tiết kiệm, mình không thể thì thích những cái gì mình thích mà mình cứ phải tiết kiệm thế này thế nọ, không ai muốn đúng không? Bởi vì rõ ràng như thế là thiệt thòi đúng không? Bởi vì mình có đi xin ai đâu, mình đi ăn cướp ăn cắp của ai đâu, mình có thế này thế kia đâu, mà của mình chính đáng mình phải được tiêu chứ. Nhưng mà bạn lại không tiêu mà lại tiết kiệm, rất thiệt thòi đúng không? Ok, rõ ràng là thiệt thòi thôi, rõ ràng là thiệt thòi thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói với các bạn là như thế này, bây giờ mình lại nói với các bạn là như này này. Bạn hãy nhớ là thế này này, tất cả những người ấy, mà người ta ấy là những người, người ta thành công ấy, người ta đều là gì? Người ta đều không thể thiếu cái gì, không thể thiếu cái đức tính gì? Tiết kiệm. Không một ai mà thành công, người ta trở nên quá giàu có thế này thế kia mà người ta lại không biết tiết kiệm. Mình có suy các bạn là tiết kiệm không đâu. Nếu mà tiết kiệm mà kiếm được mà cứ vứt vào két hay là vứt vào giấu đi, không tiêu không chi không tiêu không thế này thế kia thì có mà dở hơi. Mình không hề xui các bạn là như vậy. Các bạn tiết kiệm ấy, ok, các bạn tiết kiệm là để các bạn không phí đúng không? Ít ra ấy, có một cái lúc nào đó các bạn cần dùng đến thì các bạn không không phải đi vay đi mượn, không phải lo lo lắng lắng đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, khi các bạn tiết kiệm ấy thì rõ ràng là cái tiền tiết kiệm của bạn ấy để các bạn dành, các bạn đầu tư vào một cái kênh nào đó, đầu tư thông minh nha, đầu tư để mà sinh lợi, đầu tư những cái tiền mà bạn tiết kiệm được ấy, bạn chịu khó đi. Bạn bạn tiết kiệm là gì? Bạn tiết kiệm là bạn đang kìm hãm cái sự sung sướng của bạn, cái sự hưởng thụ của bạn đấy đó, của bạn đó nha. Thì bạn khi bạn có để bạn đầu tư thông minh vào một cái kênh gì đó để mà kiếm ra tiền, kiếm ra tiền. Mình nói nhá, cứ kiếm ra tiền lại, tiết kiệm lại để mà đầu tư nó lớn hơn, nhưng phải an toàn nhé, phải thông minh nhé, phải an toàn nhé. Thì lúc đó bạn có thiệt thòi, bạn chịu khó, bạn thiệt thòi, bạn kìm hãm cái sự hưởng thụ trước mắt, nhưng sau này nó ok rồi thì bạn có muốn hưởng thụ cái gì thì bạn hưởng thụ đúng không nào? Chịu thiệt thòi trước mắt. Ừ, chịu thiệt thòi trước mắt đi, sau này có rồi thì lúc đó bạn tha hồ mà bạn bạn thích cái gì, thích ăn cái gì, thích tiêu cái gì, đỡ phải suy nghĩ không đúng không? Bạn để đi, lúc đó thì có thời gian, có những cái đầu tư, có những cái tiền, có những cái thu thu nhập nó thụ động này này nọ nọ thì có thời gian chứ, có thời gian mà rảnh rỗi chứ, có thời gian mà đi đây đi đó chứ, có thời gian mà gặp những cái bạn bè, những người thân chứ. Ừ, đúng không? Nó đều xuất phát từ từ cái tiết kiệm đấy, từ cái chịu thiệt thòi trước mắt đấy. Còn đã có những cái người đầy người, mình nói đầy người, đầy những cái người khổ thế, kiếm được bao nhiêu xào hết tiêu hết, có tiền trong túi cứ như là cái kiểu như là sợ là kiểu như là tiền nó bay hơi, nó bốc hơi đi, sợ là túi thủng ý, cứ phải tiêu bằng được. Ừ, không tiêu bằng được bắt đầu lại nghĩ ra cái cách tiêu. Ừ, mà đặc biệt là như thế này là những người mình nói những cái người bán hàng, người ta nghĩ ra đủ cái chiêu trò để người ta moi tiền của khách hàng, đâm ra là bạn cũng hãy cảnh giác. Nghĩa là gì? Người ta sẵn sàng là người ta khuyến mại, người ta thế này thế kia, người ta giảm giá. Ừ, người ta để cho cái giá nó thật là thấp, người ta sale, người ta giảm giá, người ta tặng. Không phải là đồ đều, không phải đồ dởm nữa nhá. Đồ chất lượng, mọi thứ nó đều chất lượng, đều thật, đều ok. Nó giảm thấy có lợi trong đấy. Họ giảm để làm gì? Để kích thích bạn mua.
bạn mua họ, họ thiệt đấy, họ không lợi đâu. Trước mắt là họ thiệt đấy, họ không lợi đâu. Nhưng khi mà bạn mua ấy, nó hình thành cái gì? Nó hình thành cái thói quen, cái thói quen mua sắm. Ừ. Thì bạn chỉ mua một cái đồ giảm giá đó thôi chứ. Bạn hình thành cái thói quen mà thích quá rồi, thế bạn sẽ mua cái khác của họ nữa. Thì họ là họ lãi ở cái khác, họ đâu có lãi ở cái giảm giá đâu. Cái quan trọng là tự dưng chúng ta cứ hình thành cái là cứ muốn mua, muốn mua, muốn mua. Thế nên có nhiều bạn bạn thất bại, bạn đang kiềm chế được cảm xúc rồi, bạn đang tiết kiệm được rồi, xong bạn lại vì những cái như thế, thế là thôi bạn lại buông thả lại từ đầu, lại thích là mua, thích là nhích. Hay là cái trò mà kiểu như là người ta bán rượu, bán bia cũng vậy. Cứ bia tự dưng người ta giảm giá, giảm giảm giá, coi là nào là uống hai tặng một thì được, xong rồi có khi bia lại giảm đến đáy luôn, đến gốc luôn. Bạn không thích uống bia nhưng bạn thấy mấy đâu là bạn bỏ bia được rồi chẳng hạn nhé, nhưng bạn thấy giảm bạn, sướng quá nhỉ, sao giảm này thì tội gì mà không uống, thế cứ uống đi, uống thoải mái, vẫn giảm, bia vẫn ngon, chất lượng y như vậy. Thế xong rồi sao nữa? Nó quen đi. Thế là cứ buổi chiều lại phải lại nhớ đến bia. Nhưng nó giảm cho 3 ngày liền. Thế là bạn quen luôn. Thế là cứ buổi chiều, thế là bắt đầu sau cái 3 ngày đó, cái ngày thứ tư mà không uống là bứt rất là khó chịu. Thế là ngày thứ tư lại phải tìm đến, và nó lại liền tù tì cho đến cả tháng cả năm. Thế ai lợi? Thấy bạn thấy không, cái nhà bán hàng người ta cũng thiệt thòi trước mắt, nhưng mà người ta nhìn ra cái thói quen, người ta đánh vào cái tâm lý, người ta bẫy bẫy cái thói quen, bẫy cảm xúc. Thế là thiệt thòi trước mắt của cái nhà bán hàng, nhưng về sau họ lại kinh doanh được, đúng không? Thôi bây giờ lại quay trở lại, bây giờ lại quay trở lại, tóm lại là cái bạn nào ấy, bạn là những người ấy, bạn biết tiết kiệm, bạn thiệt thòi trước mắt, những cái gì bạn không tiêu bạn tiết kiệm để sau này bạn đầu tư một cái gì cho nó thông minh, bạn sẽ là cái người, cái tương lai của bạn sau này sẽ là ok. Mình nói ví dụ này là mình hay ví dụ nhưng mà nó thiết thực nhất. Mình nói ví dụ sau này bạn đầu tư thông minh nhé, ví dụ nhé, bạn tiết kiệm nhé, bạn mua. Xin chào quý vị và các bạn nha. Không hiểu đợt này như thế nào mà cứ hay buồn ngủ. Ngủ thì ngủ ly bì mà rõ ràng là ngủ dậy rồi, nhưng mà cũng kiểu như là cái trạng thái là nó cứ vẫn muốn ngủ tiếp. Kể ra cũng lạ, không biết là lý do gì hay là cái lý do âm thanh, người ta gọi là âm thanh tuổi già. Không biết là do lý do gì. Nhưng mà được cái là khi dậy, khi ngủ dậy, khi tỉnh dậy thì cũng cảm thấy là cơ thể nó cũng khỏe hơn, nó khỏe mạnh, nó khoan khoái, nó khỏe hơn, mặc dù là cứ muốn ngủ. Chắc là cũng có lẽ là cái đợt này mình tăng cái thời gian để mà tập thể dục, tăng thời gian tập thể dục nhiều hơn, đâm ra nó thế. Khả năng là như vậy. Nhưng mà thôi, cơ thể muốn ngủ thì cứ để cho nó ngủ thôi, đúng không? Thèm ngủ cứ để cho nó ngủ, không nên chống lại. Có những cái thứ chống lại nhưng mà cũng có thứ là kệ, cứ để cơ thể nó tự thích nghi, nó tự thích nghi được cơ thể mình. Nó biết lúc nào là lúc cần phải phải có kỷ luật, lúc nào là cái lúc mà cần phải nghỉ ngơi chẳng hạn như vậy. Cứ kệ, đôi khi cũng cứ kệ. Đấy, như thế này nhé, như thế này này, như cái tựa đề của cái video hôm nay ấy. Thì hôm nay thì cũng xuất phát từ một cái bình luận của một bạn khán giả, bạn để cho mình một cái bình luận như thế này này.
Thì thế đơn ra là mình lấy cái chủ đề đó, lấy ý tưởng đó để mình làm cái video hôm nay. Có một cái bạn khán giả này, bạn ấy tên là cái gì, Jaung 8542, bạn để lại cái bình luận cho mình là như thế này này: cảm ơn thầy, thầy ơi sống thật thà ấy, họ hay lợi dụng quá, sống thật thà họ hay lợi dụng quá thầy, đôi khi thấy buồn, nhưng sống vậy cho tâm an ổn thầy ạ. Ok, đấy, bạn vẫn ra bạn để lại cái bình luận như vậy. Mình chưa kịp trả lời bạn ấy đâu, nhưng mà thôi được rồi. Ok bạn, cảm ơn bạn đã bình luận. Tự dưng cái bình luận của bạn khiến cho mình tự dưng mình có cái chủ đề để mình làm, có cái chủ đề để mình chia sẻ. Đấy cũng là một cái đăng bí chủ đề. Tự dưng trong đầu bảo là không biết là hôm nay chia sẻ cái gì, bây giờ đăng bí chủ đề. Thế là bạn bình luận tự dưng lại có cái chủ đề để làm. Ok, cảm ơn bạn nhé. Mình rất là thích những bạn khán giả luôn theo dõi. Và kể cả là những cái bạn mà lười bình luận thì mình cũng thích thôi. Nhưng mà bạn thi thoảng bình luận thì càng thích hơn. Và những cái bạn khán giả nào ấy, bạn liên tục bạn cứ bình luận, cứ liên tục tương tác ấy, thích lắm. Bởi vì mình nói là như thế này này: ngày xưa ấy, nếu mà để mà nói ngày xưa thì trong YouTube ấy, thì cái trò mà tương tác nhiều ấy thì có lợi cho kênh. Nhưng bây giờ cái thuật toán ấy, kể cả là tương tác nhiều ấy, bình thường, không có gì cả. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là như thế này này: khi mà chúng ta tương tác nhiều với nhau ấy, giữa người lạ và người quen và người lạ, hay là những cái sự tương tác ấy mà chúng ta cảm thấy nó dễ chịu ấy, thì nó rất có lợi cho sức khỏe. Các bạn nhớ đấy, các bạn để ý cho mình cái điều đó, rất có lợi cho sức khỏe. Khi chúng ta mà tương tác người với người tương tác với nhau ấy, thì cái dopamine nó tiết ra, cái oxytocin, cái dopamine nó tiết ra, nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng, làm cho chúng ta kiểu như là hưng phấn ấy. Nó giải tỏa những cái căng thẳng, những cái áp lực, nó khiến cho chúng ta vui vẻ lên, khiến cho cái đề kháng nó tăng lên, nói chung là khiến cho có sức khỏe, khiến cho sống lâu. Nó rất có lợi, các bạn cứ nhớ đấy. Chứ còn những cái người nào mà kiểu như là các bạn cứ thấy là như thế này, là những cái người nào ấy mà người ta hay ở cái trạng thái mà người ta buồn, người ta cứ buồn buồn chán chán, rồi người ta cứ một mình, người ta cứ lặng lẽ, người ta thế này thế kia ấy, thì lại không tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe, không tốt cho nhiều thứ, cho đề kháng, không tốt cho tâm trạng. Và có nhiều người kiểu người ta mắc trầm cảm đấy. Và những cái người như vậy thì nhiều khi ở trong cuộc sống người ta, nói chung là mình nói như bất cứ một cái trạng thái gì mà nó cứ buồn buồn chán chán ấy, hay nó cứ thế này thế kia ấy, nó đều không có lợi cho sức khỏe. Thì kể cả là trước mắt hay là về lâu về dài, nó đều là không tốt, đơn giản như vậy thôi. Thế nên chúng ta ấy rất cần, mình nói nha, tất cả chúng ta rất cần. Cần cái gì? Cần tương tác, cần gặp người này người kia, cần đi ra ngoài gặp những cái người bạn bè thế này thế nọ, mới quen hay là quen lâu hay là đã là như thế nào đó, cần phải trò chuyện rất tốt, cần phải đi ra ngoài ngắm phong cảnh, người tiếp xúc với người, mọi thứ đều rất tốt, rất tốt. Các bạn cần nhớ với mình một cái điều đó, cũng rất cần làm nhiều những cái việc tốt, làm nhiều những việc có ích, làm nhiều những việc mà giúp đỡ người này người kia, từ cái nhỏ đến cái lớn, tất cả những cái đó nó đều tạo cho chúng ta một cái, như mình nói, đều tạo cho chúng ta cái đề kháng ở trong cơ thể nó tăng lên, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó phấn chấn lên, và may mắn nó sẽ đến với chúng ta. Các bạn hãy nhớ cái điều đó, cứ luôn nhớ với mình cái điều đó. Thế tiện đây mình cũng cảm ơn toàn bộ khán giả của kênh. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, may mắn trong cuộc sống. Đấy, thì bây giờ mình lại nói tiếp nhé.
Nhờ có cái bình luận của bạn khán giả thì hôm nay mình làm cái tựa đề cái video. Mình sẽ nói về những người có những cái đặc điểm như thế này này, thì họ sẽ là những người mà phải nói là thiệt thòi trước mắt, nhưng mà càng về sau thì họ càng có nhiều những cái lợi ích. Càng về sau họ càng có nhiều kiểu như là có nhiều cái may mắn ấy, có nhiều cái thuận lợi. Video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ, các bạn chú đón xem. Cái đầu tiên là mình nói với quý vị là như này này, cái đầu tiên mình nói với mọi người là như này nha. Mình quan sát thì mình để ý là những người mà người ta thành công ấy, những người mà người ta có cái cuộc sống nó suôn sẻ, nó may mắn, nó hạnh phúc, nó thành công, có một cái gì đó rất là thành công hơn so với những cái người bình thường ấy, thì ở họ ấy, họ đều là những cái người họ có được cái cách, họ chọn cái cách sống ấy. Chọn cái cách sống mà kiểu như là thiệt thòi hơn, họ chịu thiệt hơn, họ biết chịu thiệt. Họ đều là những người đều có cái sự cố gắng ấy. Đều là những người họ làm bất cứ cái gì họ không tranh giành, không tranh hơn, không tranh thua, mà họ sẽ chọn cái cách mà đi vào cái gian khổ ấy, đi vào cái khó khăn, đi vào cái vất vả ấy, đi vào cái thiệt thòi ấy. Rất là lạ, rất là lạ. Các bạn cứ để ý đi, các bạn cứ để ý những cái người xung quanh các bạn đi, xem là những cái người như vậy họ thường là những cái người rất rất thành công ấy. Nhưng mà đặc biệt là như này nha, đặc biệt là khi mà mình lại quan sát, mình lại để ý cái vế ngược lại, nghĩa là mình cứ để ý những cái người mà kiểu như là trong cuộc sống người ta ấy, người ta khôn, người ta không chịu thiệt ấy. Cái gì người ta cũng giành cái phần thắng, cái gì cũng giành cái phần hơn, cái gì cũng giành cái phần kiểu như là khôn ấy, thì mình lại thấy là những cái người đó người ta khó thành công. Mình lại thấy phần lớn, đa phần toàn là những người kiểu như là người ta khó khăn ấy, người ta cứ chật vật ấy, mặc dù mà khi mà tiếp xúc nói chuyện thì lưu loát lắm. Những người đó mà khi mà tiếp xúc nói chuyện cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, cái gì cũng hay, cái gì cũng thông tỏ, nhưng mà cuộc sống nó chật vật, nó chật vật, nhiều khi nó khó khăn đấy, nhiều khi tung điếu đấy. Mình nói các bạn cứ để ý đi, toàn là những người có cái cách sống mà không chịu thiệt thòi trước mắt hay là thế này thế kia, mà nói chung cái cách sống của họ, cái cách sống kiểu tranh giành, cách sống mà kiểu như là không trao đi, cách sống kiểu gì, kiểu ích kỷ, cái kiểu là khôn ý. Cứ muốn khôn ý, muốn thế này thế kia ý. Nó lạ lắm nhé, nó lạ lắm đấy. Thế thì mới biết là như này này, các bạn luôn nhớ là như này này, đúng là cái gì thì cái cuộc đời này trông vậy thôi, nhưng mà các bạn tinh ý là các bạn sẽ thấy không có cái gì, không có cái gì mà thiệt thòi, không có cái gì mà không công bằng cả, mọi thứ nó đều rất công bằng, mọi thứ đều rất công bằng. Bạn cứ để ý đi, bạn nhé, mà cái thời trẻ của bạn nhé, mà bạn có chấp nhận, bạn khó khăn, bạn vất vả, bạn này này nọ nọ ấy, thì bạn cứ nhớ là thế này này, càng về hậu bạn càng ok.
Mà bạn cứ để ý những cái người mà thời trẻ của họ ấy, sướng quá, sướng quá, ừ, sướng quá, lười quá, hưởng thụ quá, cái gì cũng biết, sành điệu quá. Thì càng về hậu họ càng tụt lùi, họ càng tụt dốc. Bạn cứ để đi, rất công bằng. Trông vậy thôi, rất công bằng. Kể cả là trong những cái mối quan hệ bạn cũng những cái mối quan hệ thân thiết với chúng ta, gần gũi với chúng ta tự cũng cảm nhận những cái người nào là những cái người mà kiểu như là quan hệ với chúng ta ấy, họ là những người họ không tính toán với chúng ta, họ sẽ là những cái người, nghĩa là họ tiếp xúc với chúng ta ấy, họ sởi lời, họ không tính toán, không có cái gì tính toán. Thì tự dưng ấy, mình nói nhá, các bạn cứ để đi, cái bản thân của chúng ta ấy mà gặp những cái người như vậy thì ngược lại là chúng ta cũng vậy, chúng ta lại không có một cái gì trong đầu mảy may, một chút tính toán gì với họ. Mà có khi, nhiều khi họ tốt với mình một, mình tốt với họ hai, ba chẳng hạn. Nó là như vậy đấy. Chứ còn ngược lại, những cái người nào mà khi mà chúng ta mà tiếp xúc với họ ấy, mà chúng ta thấy cái người này người kia, người ta cứ kiểu năm lần bảy lượt, người ta cứ tính toán, người ta cứ so đo với mình, thì tự dưng là chúng ta có một cái cảm giác như là cái người này không muốn gần, muốn nói gì nói, không muốn gần, cứ có cái phải giữ cái khoảng cách. Bởi vì, mà hơn nữa là như này, hơn nữa là ví dụ có cái cơ hội mà cái công việc gì hay là như thế nào nhé, có cái cơ hội này, cơ hội kia mà có thể là kiếm được tiền đi, nói thế cho nhanh nhé, thì chắc chắn trong đầu chúng ta sẽ nghĩ đến cái người mà người ta sống với chúng ta ấy, người ta là những người ta không tính toán. Chắc chắn là trao cơ hội liền, dù hợp tác với cái người đó liền ấy. Bởi vì hợp tác với cái người đó ấy, yên tâm, họ là cái người biết điều, biết người biết ta, kiểu là như vậy. Muốn gì thì gì, chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến cái người đó. Mà cho dù là những người đó kể cả là về cái độ tinh quái, tinh nhanh, họ có thể họ không bằng cái người tính toán kia chẳng hạn, nhưng chúng ta vẫn cứ thích hợp tác, cộng tác hay là trao cho cái người mà chúng ta quý cái cơ hội. Còn những cái người mà tính toán này này nọ nọ, nhiều khi chúng ta không dám, không dám. Bởi vì gặp cái người mà người ta kiểu khôn quá ấy, người ta khôn kiểu khôn lỏi quá ấy, thì đơn giản là hợp tác không được. Hợp tác cái người nào mà người ta khôn lỏi quá, nhiều khi người ta nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến bản thân, nó ức chế, đúng không? Các bạn nhớ, khi mà làm cùng nhau mà làm với những cái người mà người ta không biết điều ấy, ức chế lắm, thà làm riêng còn hơn, bao giờ chẳng vậy. Thế nên những cái người mà tưởng là khôn ấy, nhưng mà thực ra lại là khôn lỏi, thì thực ra họ lại là những cái người mà kiểu như là trong cuộc sống họ chật vật, đúng không? Mà mình nói luôn các bạn là như này nhé. Mình nói luôn với các bạn là như này, những cái người khôn lỏi, những cái người mà khôn lỏi thì họ thường là những người lười lắm, thường là cái người lười biếng, thường là những cái người ý chí của họ nó không nhiều đâu, cái ý chí của họ nó không mạnh đâu, mà cái tầm nhìn của họ nó thiển cận, họ không nhìn được cái sâu cái xa. Tất cả những cái người mà không chịu thiệt được ấy, không dám hy sinh, không dám cho đi, không dám chịu thiệt ấy, thì họ đều là những người rất thiển cận, họ không nhìn được cái sâu cái xa, họ toàn là những người kiểu như là bản năng ấy. Cái bản năng của họ nó lớn, bạn hãy nhớ đấy, cái bản năng họ lớn lắm, nghĩa là họ chỉ nhìn vào cái trước mắt, tham bát bỏ mâm, cứ nhìn cái gì có cái lợi trước mắt là họ không cần biết đến ai luôn, họ lao vào, họ chộp, họ giật, họ giành, họ giật, họ thế này thế kia. Cái điều đó khiến cho họ càng về sau càng khó khăn được cái lợi nhỏ trước mắt, nhưng mà càng về sau những cái người đó rất khó khăn. Thế nên trong cuộc sống các bạn cứ để ý những cái mối quan hệ xung quanh các bạn, những cái người mà các bạn chơi quan hệ như thế này thế nọ, từ những
từ những cái sinh hoạt nó nhỏ nhỏ bình thường thôi, đi ăn đi uống thì đi uống nước hay đi thế này thế thế kia ấy. Xem cái người nào cách sống người ta như nào là tự mình cảm nhận được. Cái người nào mà kiểu như là thôi thà bạn bè chơi đông với nhau thì Campuchia đúng không, bổ xẻ nhau ra, khi đi ăn đi uống thì thống nhất với nhau thì nó lại là một chuyện. Mà còn bình thường ấy, ví dụ cái người này người kia cứ mời 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 cái người nào là cái người mà hay kiểu như là người ta thích mời thích thế này thế kia ấy, thì người ta thường là những người có nhiều lộc, có nhiều may mắn, người ta dễ chịu. Còn những cái người nào mà là những cái người mà kiểu như là chăm voi mà không được bắt nước sáo ấy, những người đó khó khăn lắm. Càng về sau khó khăn. Những người đó cái tư duy người ta bí, cái ích kỷ người ta nó lớn, cái tư duy nó hạn chế, cái vị tha, cái cho đi, cái độ lượng nó cũng hạn chế. Thế đâm ra là không sởi lời, không sởi lời và kiểu như là không. Nói chung là mọi thứ nó đều kém. Bạn cứ nhớ với mình một cái điều là như vậy. Đúng không? Các bạn nên nhớ với mình một cái điều là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào cái điểm chi tiết này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái điểm chi tiết. Các bạn để ý nha. Cái người nào ấy mà người ta là những người người ta có cái kiểu như là người ta thiệt thòi ấy, thiệt thòi trước mắt ấy, càng về sau người ta sẽ càng ok, càng về sau người ta sẽ càng có nhiều những cái may mắn thuận lợi ấy, có nhiều cái thành công ấy. Thì họ luôn có cái đặc điểm là như này. Những cái người đó nhá, họ luôn biết đầu tư. Đầu tư cái gì? Đầu tư vào bản thân. Đầu tư cái gì vào bản thân? Đầu tư kiến thức. Chẳng hạn ví dụ là như này này, họ đầu tư thời gian tiền bạc, công sức vào cái sự học hành, học hành. Bạn để ý cái điều đó, bạn cứ để ý cái điểm đó cho mình. Ngay từ bé họ họ là cái người nhá, mình nói nha. Ok, cha mẹ nuôi đúng không? Cha mẹ nuôi, nuôi cho ăn cho học thế này thế kia. Ok, nó là một cái chuyện, nhưng còn ăn học hay không ấy là ở họ. Những cái người ấy, người ta trân trọng được cha mẹ cho ăn cho học thế này thế kia rèn giũa thì họ là người có ý thức. Ok, họ dành thời gian để học này, đúng không? Rồi lẽ ra là cái thời gian mà kiểu như là cái nghỉ ngơi giải trí vui chơi với bạn bè, họ lại cũng không, họ lại cũng dành thời gian để họ học này. Thế là đúng không? Dành cái thời gian mà kể cả là cái công sức, cái sức lực, lẽ ra cái công sức, cái sức lực đó họ lại đi họ xem phim chẳng hạn, họ chơi hay là bất cứ họ làm một cái gì, họ lại cũng không, họ biết dành thời gian công sức sức lực để họ học. Mà hơn nữa ấy, học nhà trường ấy họ cảm thấy là chưa đủ ấy, thì họ lại học thêm nữa, lại tốn tiền bạc học thêm bên ngoài chỗ này chỗ kia, đúng không? Bạn cứ nhớ, bạn cứ để đi. Nói tóm lại là những cái người người ta biết đầu tư nha, biết đầu tư cái thời gian, cái tiền bạc, cái công sức vào cái chuyện học hành, học tập cho cái bản thân. Ok, cái thiệt thòi của họ nó chỉ là cái trước mắt thôi, nhưng mà những cái người đó càng về sau họ càng ok, càng sướng. Chứ còn những cái người á, những cái người mà chỉ nghĩ đến đi ăn đi chơi, chỉ nghĩ đến lười biếng, chỉ nghĩ đến ngủ, chỉ nghĩ đến kiểu như là nói chung là làm những cái việc mà mình thích ý, buông thả ý, không có kỷ luật ý. Khổ lắm, sau này khổ lắm. Đúng không? Các bạn cứ để đi, sau này khổ lắm. Những cái người như vậy sau này khổ lắm ý. Sau này không sướng đâu.
sau này tương lai của những cái người mà người ta không chịu, kiểu như là người ta không chịu học hành thế này thế kia, người ta đều là những người mà ôi nó vất vả lắm, vất vả khó khăn lắm ý. Nhiều khi mình nói cái thời mà đang còn trẻ, cái thời mà đang còn khỏe, đang trẻ trung thế này thế kia, mình nói là những cái lúc mà kiểu như là cái bộ não nó sẽ tiếp nhận cái kiến thức mà nó dễ nhất ý, nhanh nhất ý. Mà nói chung là học sẽ nhanh, học sẽ vào đầu nhanh ý. Mà bỏ phí cái thời gian đó ý, sau này có ức chí lên mà muốn học ấy thì nó vẫn bị kiểu như là hạn chế. Bởi vì khi mình tiếp nhận kiến thức nó không còn nhanh nữa, mà sức khỏe đi kém, sức khỏe đi xuống rồi chẳng hạn, thì cái não nó cũng kém đi. Thế đâm ra là rất là phí. Sẽ rất là phí. Mà sau này mình nói cái chuyện mà khi mà ức chí lên mà muốn học thế này thế nọ, nó cũng không vào đầu nữa. Nhiều khi lại còn nản hơn, nó mệt hơn ý. Không vào đầu, đau đầu ý. Đúng không? Thế nên cái chuyện mà học hành, cái chuyện đầu tư bản thân là cái chuyện đó mình nói, đấy là cái đặc điểm mà các bạn hãy để ý cho mình cái điểm đó nha. Bạn nào là những cái người bạn chịu khó, bạn thiệt thòi trước mắt đi, bạn bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ý, bạn rèn luyện cái kỷ luật thế này thế kia để bạn học tập học hành ý, cái tương lai của bạn sau này sẽ rất sướng. Bạn sẽ rất sướng, kể cả mình nói bạn có học, bạn hiểu, bạn có học ý, bạn làm cái gì, bạn làm bất cứ một cái gì bạn cũng sướng. Bạn có tiền hay không có tiền, bạn có học bạn vẫn sướng. Bạn làm cái công việc nhẹ nhàng hay là nặng nhọc, bạn có học bạn vẫn sướng. Bạn hãy nhớ đấy. Chứ còn bạn không có học, cho bạn làm việc nhàn, bạn không sướng. Mà có khi gặp tai họa ấy. Không có cái tai họa gì mà nó kinh khủng bằng cái tai họa là không có học, không hiểu biết. Đầy người không có học, nhất là cái thời ngày xưa, bạn nhớ nha, đầy người không có học. Ok, thích làm giám đốc gì? Không có học, thích làm giám đốc, thích lương cao gì? Ok. Và đây, cho ăn mặc đẹp, cho một cái phòng đấy, cho cái phòng đấy, cho căn phòng giám đốc đấy, ghế giám đốc đấy, bàn giám đốc đấy. Cứ ngồi đấy, sáng đi làm gì, có cà phê. Ok, nhân viên bưng cà phê. Ok, thích sai bảo, thích gọi gì, cần uống cái gì, cần cái gì cứ gọi, có nhân viên đấy. Xong rồi ha, cứ đến giờ là có thư ký đưa hợp đồng lên, đưa danh sách lên, chỉ việc ngồi mà ký thôi. Chỉ ngồi mà ký thôi, chả phải làm gì. Không khỏi đọc nha, khỏi đọc, biết gì mà đọc. Cứ đến tháng thì có lương, có thưởng đàng hoàng, như bình thường, nói chung như bình thường. Nhưng mà chỉ việc ký, cho ăn mặc đẹp, sai bảo nhân viên ok, thích uống cái gì, thích cái gì, thoải mái. Đấy, được làm giám đốc này. Cần gì? Chỉ việc ký thôi, cần gì nữa. Cuối tháng vẫn lĩnh lương ấy. Đấy, bạn thấy những cái người ấy, việc nhẹ lương cao đấy mà không có học ấy, thì cuối cùng là gì, cái hậu quả là gì, cái hậu quả, cái quan trọng là cái về sau, cái hậu quả là gì. Thế ký những cái gì rồi, có biết đâu. Người ta thuê làm giám đốc chỉ đi ký thôi, thì có biết là mình ký cái gì đâu. Giờ đến lúc là vào dọ, lúc nào thì mếu máo, lúc đó thì mới thấy là ân hận chứ. Lúc đó thì tại sao mình lại ngu ngốc đến mức độ như vậy? Cái đồng tiền nó để làm cái gì? Bút xa thì gà chết chứ, lúc đấy cãi cái gì? Mà ai người ta quan tâm đến cãi cái gì? Bất cứ ai thế thôi. Cãi cái gì? Thôi cứ nhanh nhanh xong, cho nó xong việc. Ký là nhận tội là xong. Người ta hơi đâu, người ta đi, người ta giải quyết. Bạn cãi cái gì? Ví dụ thế. Đây là do bạn gì đó. Bạn lĩnh lương, bạn có trách nhiệm, bạn thế này thế kia, vẫn được lương, được thưởng, vẫn thế này thế kia. Ký là chữ ký của bạn. Bạn thế là bạn sai gì đó. Cãi cái gì? Cãi gì nữa? Mà cãi thì ai bênh? Giấy trắng mực đen. Thế đều là tai họa nó do cái gì? Do cái không học lại còn tham lam. Đã không học lại còn tham lam, đã thế này thế kia. Do cái đó nó ra chứ do cái gì?
đúng không? Thế mình mới nói, thế mình mới nói là những người ấy, mình nói ở cái cuộc sống này, cuộc đời này ấy, các bạn càng trải qua các bạn sẽ càng thấy tất cả những cái gì mà nó thiệt thòi trước mắt ấy, nó đều là cái phúc về sau đấy. Nó đều là cái phúc về sau đấy. Những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái gắng, cái cố gắng nó đều không thừa. Mọi thứ nó đều là cái phúc, cái may mắn cho tương lai đấy. Thì mà kể cả là cái bạn khán giả bạn để lại cái bình luận cho mình là sống thật là hay bị lợi dụng, dễ bị lợi dụng thế này thế kia, ok, bạn cứ sống thật với cái lương tâm của bạn. Còn những cái người lợi dụng ấy, cảm thấy là người ta lợi dụng ấy, nó ít ít cho họ lợi dụng đi, không vấn đề gì. Coi như là có thể là trước đây thế này thế kia, ở một cái kiếp nào đó, thì mình nói ví dụ thế thôi nhá, còn kiếp nào thì mình không biết, nhưng mà đại loại ví dụ là ở một cái kiếp nào đó bạn đã từng là cái người bạn nợ họ cái này cái kia, thì thôi cho họ lợi dụng đi, coi như là trả nợ đi, trả nợ cái kiếp nào đi, hay là trong cái quá khứ hay là bất cứ cái gì hay là như thế nào, không vấn đề gì, vui đi, vui vì điều đó đi. Chứ còn hơn là người ta không lợi dụng mình cái này, người ta lại lợi dụng cái kia, gặp tai họa lớn hơn, đúng không? Cứ hãy vui, ai lợi dụng được cứ cho người ta lợi dụng, nhưng mà trong cái khả năng thôi, chứ đừng quá, đến lúc ấy thành ra khó khăn quá cũng được, đúng không? Các bạn cứ để đi. Và mình khẳng định luôn là những người mà người ta cứ lợi dụng những cái người tốt ấy, lợi dụng những người thật thà ấy, thì hầu hết mình chứng kiến là những cái người, người ta rất khôn ngoan thông minh thế này kia, nhưng mà trong cái cuộc sống người ta ấy, chỉ có nghĩ đi, người ta lợi dụng người này người kia ấy. Chỉ có nghĩ những cái cách mà ăn trên đầu trên cổ người khác ấy. Rồi nghĩ những cái cách này cách nọ, thủ đoạn âm mưu đủ các thứ, tinh vi đến đâu tinh vi, nhưng mà giật dẻo, nhưng mà càng về sau càng thấy giật dẻo. Có thể là lúc đầu họ này nọ lắm đấy, họ có nhiều tiền này nọ nọ, nhưng mà cuối cùng toàn giật dẻo. Những cái đồng tiền mà họ kiếm được như vậy không giữ được, không giữ được. Nào là tiêu pha chơi bời, nào là cái khổ nỗi, họ lừa được người này người kia ấy, thì họ lại gặp cái người khác, người ta lại lừa lại họ cơ. Không thì vợ chồng con cái thì cũng phá hết cơ, không thì có nhiều cái lắm. Rồi lại có những cái trường hợp lại còn kiểu như là lại pháp luật người ta sờ đến thì cũng hết, cũng hết, cứ lỗ hà đi lỗ hồng. Đây nó thế đấy, nó thế đấy. Các bạn cứ để ý cái điều đó. Một cái đặc điểm nữa này, một cái đặc điểm nữa của cái sự mà thiệt thòi trước mắt nhưng mà về hậu, về tương lai sẽ sướng là như thế này này. Cái bạn nào mà cái thời, nói chung là bạn nào có cái cách sống ấy, bạn chịu khó, bạn rèn luyện, bạn tập thể dục thể thao, vận động thế này thế kia ấy, bạn cứ để ý cho mình. Những cái người mà chú ý đến sức khỏe nhá, những cái người mà chú ý đến vận động này, rèn luyện sức khỏe này này nọ nọ này, mình nói ok, trước mắt thì bạn tốn thời gian, bạn mệt đấy, bạn thế này thế kia đấy. Cái thời gian mà đi tập thì thà chơi điện tử có hơn chẳng hạn, đúng không? Hay đi làm, hay uống cà phê, hay đi rong chơi, hay đi đây đi đó, hay là ở nhà mà nghe nhạc, xem phim giải trí, đúng không? Hay là ít ra lại ngủ thêm được một tí nữa, thế này thế nọ, đúng không? Nhưng bạn không, bạn lại dành cái thời gian mệt, bạn đổ mồ hôi ra, bạn tập, bạn dành thời gian bạn vận động. Thì nó được cái gì? Nó được cái khỏe mạnh là cái đầu tiên này, đúng không? Nó được cái khỏe mạnh này, không những khỏe mạnh bây giờ mà càng về sau càng khỏe mạnh này, so với những cái người mà không vận động một cái gì, lười biếng. Mình nói thống kê rồi, những cái người mà người ta không rèn luyện sức khỏe, không tập thể dục ấy, không thế này thế kia ấy, thì cái tỷ lệ bệnh tật gia tăng,
cái tỷ lệ bệnh tật, nói chung là họ họ sẽ càng về sau là cái bệnh tật của họ hết bệnh này đến bệnh kia, nhiều lắm, nhiều trường hợp lắm, mà sống không thọ, không khỏe, chất lượng cuộc sống nó kém, chất lượng cuộc sống nó rất là kém. Có thể những cái người đó nhé, mình nói có thể những cái người đó mà đang còn trẻ thì nó còn đỡ, nhưng mà bắt đầu mà kiểu như là có tuổi một tí một tí. Nhưng mà bây giờ nhá, mình nói nhá, bây giờ nói gì thì nói nhá, bây giờ kể cả là nó có rất nhiều những cái bệnh tật mà cái tuổi trẻ đã bị rồi nhá. Cái tuổi rất còn trẻ, thanh niên đã bị rồi. Thế nên tốt nhất là như thế này này, những cái bạn nào ấy, bạn mà không chịu mà kiểu là tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thì bạn hãy cố gắng ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ xem là tập cái gì nó phù hợp nhất với mình thì tập đi, tập ngay đi. Không bao giờ là thừa đâu. Đừng bao giờ để đến lúc mà kiểu như là bệnh rồi, bị gặp cái này cái kia rồi, bắt đầu mới hết hồn, mới sợ, bắt đầu mới lo lắng. Ngay từ khi mình chưa bị một cái gì, tập đi, rèn luyện sức khỏe, đi bộ thể dục thể thao, đi bộ chạy bộ này này nọ, bơi lội đủ các kiểu, tìm một cái môn gì, thể hình, gym, yoga hay bất cứ một cái gì cũng được, đạp xe, tốn thời gian một tí, tốn sức lực một tí, kỷ luật bản thân một tí, này này nọ nọ một tí, nó nhiều cái lợi. Vừa sức khỏe tốt, vừa vóc dáng lại cân đối lại ok, đúng không? Cái lúc chưa tập, cái lúc thế này thế kia ấy thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà khi mà chúng ta mà tập, chúng ta lao vào, chúng ta tập, chúng ta rèn luyện một thời gian ngắn, một buổi, hai buổi, ba buổi, năm buổi, một tháng thế này thế kia, nó đi vào cái thói quen rồi thì lại rất thích, nó lại nhàn tênh. Khi cái đó nó đi vào cái thói quen ý, thì đấy là cái thói quen tốt, nó lại rất thích. Lúc đó các bạn sẽ không lười nữa đâu. Mà lúc đó các bạn không đi, các bạn không tập, các bạn thấy khó chịu ý. Nó chỉ có lợi thôi, những cái đó nó chỉ có lợi thôi, đúng không? Đầu tư vào cái sức khỏe, đầu tư thời gian, công sức. Nhiều khi có những cái người ta còn phải đóng tiền cái chỗ này chỗ kia, người ta thuê riêng huấn luyện viên, người ta tập rèn luyện cũng tốn tiền lắm ý, nhưng mà người ta vẫn cứ tập. Chứ đường này bao nhiêu những cái phương pháp, bao nhiêu những cái bộ môn mà nó phù hợp với bản thân, mà đâu có tốn đồng nào đâu, tự bạn có thể là bạn tham khảo trên mạng bao nhiêu cái môn, bộ môn đâu có tốn đâu. Mình nói đi bộ đâu có tốn đâu. Hay là nhiều khi bạn trải cái thảm ở cái nhà ấy, bạn gõ lên mạng, bạn xem bạn tập những cái gì đấy, đầy cái phương pháp mà kiểu như là vận động đấy, vận động mà không dụng cụ ấy, nhiều lắm, từ yoga, từ này từ nọ, từ vận động thì nhiều lắm. Cái quan trọng là bạn gõ lên, bạn tìm hiểu. Đấy, nó mệt trước mắt thôi. Ừ, trước mắt thì nó tốn thời gian. Thì càng sau này càng tốt. Sau này bạn đi ra ngoài, bạn gặp người này người kia, bạn có sức khỏe, cái vóc dáng bạn đẹp, bạn tự tin, đúng không? Tự tin quá gì nữa. Mà kể cả là nói chung là cái người có cái vóc dáng đẹp cân đối thì bao giờ người ta chẳng dễ nhìn hơn, ưa nhìn hơn là những cái người cứ để cái thân hình một là nó gầy, nó yếu, nó xanh, nó sao, nó gầy mòn, yếu ốm, nó yếu ớt. Hai là để cơ thể nó thừa cân quá, nó cũng nặng nhọc. Nó thừa cân quá, nặng nhọc các thứ. Nhiều khi cái vóc dáng thì mặc quần áo nó khó, đi lại nó mệt mỏi. Mà những cái bạn thừa cân sau này đủ các loại bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đủ các loại bệnh, khớp khủng nữa, không đùa đâu nha. Thế nên đấy, cứ cái gì cái đừng bao giờ, mình đã nói rồi, tất cả cái gì, cái người khôn ý, cái người khôn người ta luôn chọn những cái nó thiệt thòi, nó gian khổ trước mắt. Bất cứ một cái gì bạn cứ chịu được, bạn rèn luyện được cái khó khăn, cái gian khổ, cái thiệt thòi, cái cho đi, cái hy sinh, bạn là cái người khôn. Còn tất
cả những người dại, người ta toàn chọn những cái thứ mà sung sướng mà hưởng thụ mà nhàn hạ mà thế này thế kia. Sau này thì người ta sẽ biết biết ngay, người ta sẽ ân hận ngay. Người ta sẽ ân hận ngay chứ. Bạn để ý đi, bạn cứ để ý đi. Cái người mà người ta không chịu rèn luyện tập thể dục thể thao, người ta lười, bảo người ta vận động, người ta đang ngồi chơi này, bụng người ta phưỡn ra nha, người ta đang ngồi chơi, người ta uống một cái cốc nước mà nước ngọt to đùng này, xong rồi người ta nghe nhạc, người ta lắc lư, người ta nghe nhạc, người ta đang sướng mà bảo người ta đi tập thể dục, có khi người ta mắng cho. Rồi đến một ngày đẹp trời đi vào trong bệnh viện, người ta nằm lù lù một đống cả một cái giường bệnh, người ta nằm chiếm hết cả cái giường lù lù một đống, lúc đấy thở không ra hơi, lúc đấy thế này thế kia, thì người ta bất đồng, người ta mới biết biết ân hận. Lúc đấy giá như tôi là cái người mà tôi chịu để ý về sức khỏe, tôi đã không phải thế này thế kia. Đúng không? Bạn thấy, bạn để ý đi. Rồi cái lúc mà bệnh này bệnh nọ vào người rồi thì bắt đầu mới cả cuộc đời phải dùng thuốc, cả cuộc đời phải uống thuốc, ăn cái gì cũng phải kiêng phải khem đủ các kiểu. Thế có phải là dại không? Nhiều người trẻ lắm, nhiều người mới, bây giờ mới ba mấy bốn bốn mươi bốn mấy, ngoài ba mấy bốn mấy đã hết bệnh này đến bệnh kia rồi. Đấy là có một số ít những cái trường hợp mà ngoài hai mấy, 20 hay mấy đã bị rồi đấy. Không vận động, mình nói cái trò mà không vận động ấy, nhất là cái cắm đầu cắm mặt vào cái điện thoại, cái máy tính, cái laptop. Không cần biết cái sự đời là như thế nào, không vận động, không thế này thế nọ, cứ chỉ để đầu để tâm vào như thế. Rồi không cẩn thận là cái não cũng hư luôn ấy. Vừa cơ thể yếu đuối, bệnh hoạn xong bắt đầu lại trầm cảm, đủ các kiểu. Kinh khủng lắm đấy nhá, các bạn nhớ nhá. Thế nên các bạn trẻ bất cứ một cái gì các bạn hãy nhớ là thế này này. Muốn gì thì gì, bạn muốn có cái gì có, bạn muốn hiểu cái gì hiểu, nhưng mà bạn phải là cái người vận động. Vận động thể dục thể thao, vận động cái cơ thể lên cho nó hoạt động, cho khí huyết lưu thông, cái thông kinh mạch lạc nó đả thông mọi thứ. Nhiều lợi ích lắm, khi chúng ta vận động ấy thì cái cơ thể chúng ta mọi thứ, cái đầu óc mọi cái chất nó cũng được giải phóng, nó làm cho chúng ta nó dễ chịu khoan khoái, làm cho chúng ta tỉnh táo, làm cho chúng ta sống lâu, cái cuộc sống nó có chất lượng. Bây giờ bạn đang còn khỏe, bạn đang còn khỏe thì bạn nghĩ cái gì bạn cũng thích. Bạn cứ đang có sức khỏe, bạn nghĩ cái gì bạn thích. Bạn còn nghĩ đến cái này ăn ngon, cái kia ăn ngon, bạn thích. Bạn thích ăn cái này, ăn cái nọ. Đấy là bạn có sức khỏe. Còn bạn mà không có sức khỏe, mình nói bạn không có sức khỏe, từ những cái món mà ngày xưa mà ngon nhất có bày ở trước mắt của bạn, bạn quan được đâu. Bạn chẳng muốn ăn, chẳng thiết cái gì. Khi cho vào mồm bạn nhai như nhai rơm ấy, bắt bạn ăn nhai như nhai rơm ấy, mới đâu có thích. Cái sức khỏe nó không có, mà sức khỏe không có bạn chả thích làm một cái gì. Cho bạn đi chơi, đi đây đi đó, đi du lịch đây đó các kiểu, bạn đâu có thích đâu, bạn mệt, bạn nghĩ đến bạn đã mệt. Cái người mà sức khỏe kém thiệt thòi lắm. Mà sức khỏe kém thì kể cả cho bạn yêu đương bạn chả thích yêu. Bạn nghĩ đến cái chuyện yêu đương bạn chả thiết. Gặp cái người này người kia hấp dẫn quyến rũ đủ các kiểu, chả thiết. Sức khỏe kém mà. Cái lúc đó bạn chỉ cần yên ổn ấy, nằm thở thôi. Chán, tự dưng chán hết mọi thứ. Sức khỏe kém đấy. Chả buồn làm cái gì, chả thiết làm cái gì. Nguy hiểm không? Nguy hiểm quá, tự dưng sức khỏe kém, tự dưng thành ra cái nghề vô dụng, vô tích sự.
Thứ nhất là đã thiệt thòi cho bản thân rồi, mọi thứ thích, mọi thứ cần, mọi thứ muốn, chả làm chả thế này thế kia. Cái người sức khỏe kém, chả có chí hướng gì nữa, chả thiết cái gì nữa. Mà cuối cùng lúc nào lo lắng bệnh tật, sức khỏe đã kém, cái trò mà sức khỏe kém lúc nào trong, trong đầu, trong cơ thể, nó cũng bất an. Cũng suốt ngày lo, lo sợ, lo lắng, sợ hãi. Ừ, một khi sức khỏe bạn kém, yếu mà, cái gì cũng sợ. Rồi là hay nghi ngờ, hay nghi kỵ, hay lo lắng, hay bất an, hay hoảng loạn. Mình nói sức khỏe kém, đi cơ thể nó kém, nó đi kèm cái thần kinh nó cũng kém. Nhiều chuyện xảy ra lắm nhá, bạn cứ nhớ đấy. Bởi vì bây giờ mình nói là như này này. Khi mà cái sức khỏe của bạn kém ý, thì rõ ràng cái nội tạng của bạn ý, những cái nội tạng của bạn ý, nó cũng kém. Nó kém thì nó hoạt động kém. Nó hoạt động kém thì cơ thể bạn kém thì trao đổi chất nó kém. Rồi cái bơm, mọi thứ nó kém, tim kém, khí huyết nó bơm lên não kém. Não nhận dinh dưỡng nó cũng kém, mọi thứ nó kém đi. Thì rõ ràng bạn lại thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh táo, thiếu sáng suốt, mọi thứ nó kém đi, bạn hay lo lắng, hay nghĩ kỹ. Mà cái trò mà đã kiểu như là kém, đã yếu thì hay sợ. Người khỏe người ta tự tin, người ta không sợ, nhưng mà cái người mà đã yếu ý, thì lại hay sợ, lại hay tự ti, hay trốn tránh. Thế có vẻ là dở không? Đúng không? Thế nên dành cho những cái bạn nào mà kiểu như là cái bạn nào mà không chú ý đến luyện tập, không tập thể dục, không chú ý đến sức khỏe thì bạn phải chịu khó nhé. Rèn luyện sức khỏe nó là cái thiệt thòi trước mắt đấy, nhưng mà càng về hậu, càng về tương lai thì bạn càng ok, đúng không? Bạn nhớ cái điều đó. Một cái điểm nữa là như thế này này. Một cái điểm nữa bạn nhớ, bạn để ý cho mình một cái điểm nữa là như này nhá. Bạn chịu khó nhé, bạn dành thời gian cho những cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ xung quanh ý, bạn bè, mà kể cả là bạn bè, kể cả là gia đình. Chịu khó mà dành thời gian để mà tương tác với bạn bè, với gia đình, hay là với những cái người thân, hay là những mối quan hệ, bây giờ mình nói mối quan hệ bạn bè trước đi nhá. Chịu khó mà dành thời gian. Cứ những cái người mà kiểu như là chúng ta cảm thấy đây là những cái người mà gần gũi, là những người tốt với chúng ta ấy, thì thi thoảng gọi điện hỏi thăm, hoặc là nhắn tin hỏi thăm, hay là thi thoảng là gặp mặt nhau một cái, kiểu là như vậy. Dăm bữa, nửa tháng, một tháng, hoặc là một hai tháng, hay là như thế nào đó. Thậm chí là có những người phải nửa năm, một năm mới có cơ hội gặp nhau một lần. Nhưng nếu mà chưa có cái cơ hội đó chưa đến ý, thì thi thoảng nhắn tin, hay là người chịu khó tương tác với người ta. Người ta có cái ảnh gì, hay là có cái clip gì, hay có bất cứ cái gì trên mạng xã hội ý, nhảy vào mà like, mà tương tác, mà bình luận, duy trì giữ cái mối quan hệ. Thật tốt, nó chỉ có tốt thôi, các bạn cứ nhớ đấy. Nhiều người thờ ơ lắm, mà mình để ý là như này này. Mình cứ để ý là những cái người thờ ơ nha, mình nói là những cái người thờ ơ ấy, thì thường khó thành công hơn những cái người mà người ta chịu khó, người ta tương tác, người ta giữ mối quan hệ. Những cái người nha, những cái người người ta là những người, người ta có vẫn có cái số ấy, người ta thành công ý. Người ta rất biết cái kiểu như là duy trì những cái mối quan hệ. Người ta không để mất đâu, người ta rất giỏi trong vấn đề mà duy trì những cái mối quan hệ. Người ta chơi đã là quen ai, mà quen hệ rộng nhá, mà đã là quen ai thế này thế kia ấy, nhưng mà người ta rất biết là cái thời gian này là cần phải như nào để mà duy trì. Nhiều khi cái động tác nhỏ thôi, cái like thôi,
Hay nhiều khi người ta cứ bình luận, người ta hỏi một tí, hỏi nhẹ thôi. Rồi là những cái mối quan hệ quan trọng, gần gũi thân thiết hơn ấy, thì người ta sẽ gặp mặt, người ta mời, người ta mời bữa cơm hay là mời cốc cà phê thế này thế kia. Người ta dựng được, người ta giữ được. Chứ còn những cái người như mình nói, những cái người mà kiểu như là cuộc sống người ta khó thành công ấy, đôi khi chật vật ấy, người ta sẵn lòng là người ta tách biệt luôn ấy. Người tách biệt, người ta không để, người ta không đầu tư thời gian hay là công sức, hay là người ta ngại, hay là bất cứ cái gì, nghĩa là người ta sẵn sàng để cho những cái mối quan hệ mà người ta dựng được nó trôi đi, thậm chí là họ không quan trọng, không quan trọng những cái mối quan hệ. Bạn cứ để, mình để ý rất nhiều trường hợp ấy, rất nhiều trường hợp cái biểu cảm, cái biểu lộ của họ nó kém, nó kém. Mình nói trước mắt đây, bây giờ bạn cứ là những cái người bạn cứ nhiệt tình, bạn thế này thế kia ấy, thì mình nói nhá, mình đã bảo rồi, không có một cái gì nó mất đi cơ mà, không có một cái gì nó mất đi đâu. Bạn cứ nhiệt tình lên, bạn cứ thế này thế kia lên, không có gì mất đi cả. Nhưng bây giờ bạn là những người bạn chả nhúc nhắc một cái gì, cái tương lai bạn chả có ai, tương lai bạn mất hết. Mình nói con người ta giàu hay không, người ta hạnh phúc hay không, người ta thế này hay không, nó là ở cái gì? Nó là ở những cái mối quan hệ đấy. Toàn là những cái tiềm năng cực kỳ tuyệt vời đấy. Bạn có gặp người này người kia, bạn có gặp được người mới người lạ, hay gặp bất cứ ai, đối tác nào hay là như thế nào, thì cũng dựa vào những cái mối quan hệ có sẵn đấy. Từ đó chúng ta mới phát triển phát huy, chúng ta mới gặp được người này người kia, nhiều cơ hội lắm. Thế tại làm sao mà không giữ gì mà duy trì những cái mối quan hệ, đúng không? Quan trọng lắm đấy, các bạn cứ để ý đi, quan trọng lắm đấy. Thì đôi khi nói gì thì nói, để mà duy trì những mối quan hệ thì đôi khi là ok, nhiều khi cái cảm xúc ấy, trong người ví dụ đang bộn bề, đang thế này thế kia, đang muốn nghỉ ngơi, muốn thế này thế kia, thì khi mà phải duy trì những thế này thế nọ ấy, thì nó cũng hơi mệt thật, nó có một cái gì nó hơi mệt. Nhưng mà đừng, các bạn cứ yên tâm nhá, các bạn cứ chỉ cần các bạn nhấc máy lên, các bạn chủ động một tí, thì tự dưng các bạn thấy hết mệt liền, các bạn thấy hết mệt liền ấy. Tự dưng lại thành nó đi vào cái guồng, đi vào cái thói quen, đi vào cái gì rất là hay. Tự dưng nó khiến cho cái con người chúng ta ấy, nó trở nên là cái con người mà kiểu như là nó luôn chủ động, luôn kiểu tích cực, nó hết mệt liền. Mà nhất là bạn lại kiểu như là khi bạn gọi điện, bạn hỏi thăm cái người bạn, là cái đối tác, hay là cái người nào, người thân, người quen mà lâu lâu không gặp, bạn thấy đầu bên kia lại vui vẻ, năng lượng lại tràn trề, rồi xong rồi lại tự dưng lại vui quá, lại hẹn nhau gặp nhau luôn ấy. Nó nở rộ quan hệ người này người kia, có những người bạn mới, rồi ôi thế thì còn gì bằng đấy, đúng không? Cái đấy quan trọng nhé, bạn cứ để cái đấy là quan trọng, cái đấy nó là cái rất quan trọng. Thế nên bạn nào mà kiểu như là bạn không chịu khó, bạn duy trì những cái mối quan hệ này nọ nọ, thì bạn xem lại vấn đề nhé. Còn những cái bạn nào ấy, bạn là những người bạn sẵn lòng thế này thế kia, bạn duy trì được mối quan hệ ấy, cái tương lai bạn ok. Trước mắt bạn hơi khó thể thế này thế kia, nhưng mà tương lai bạn rất ok. Để cho mình cái điều đó, mình nói kể cả nhá, bây giờ nhá, không những là mối quan hệ bên ngoài, mà bây giờ kể cả là những cái mối quan hệ mà kiểu như là với gia đình thôi, thì với những người thân thương, với gia đình thôi, bạn đừng chủ quan nhá, bạn cũng đừng chủ quan. Bởi vì bây giờ bạn dành thời gian cho gia đình, cho họ hàng, cho những người thân, người thương, mình nói cũng là cái điều vô cùng là quan trọng. Bạn hãy nhớ đấy, ở đời không có một cái gì, mình đã nói rồi, không có cái gì mất đi. Bạn cho đi được cái gì, bạn sẽ nhận lại được cái đó. Bạn cho đi cái tình cảm, bạn sẽ nhận lại được cái tình cảm. Cho đi sự nhiệt tình này nọ, bạn sẽ nhận được cái sự nhiệt tình.
Nói chung bạn càng là những người gần gũi, bạn cho đi, bạn hy sinh, bạn thế này thế kia, bạn càng là những người có trách nhiệm ấy, thì bạn càng là những cái người rất quan trọng, rất cần với người ta, với mọi người. Và dĩ nhiên bạn có cái chuyện gì mình nói, bạn cứ yên tâm. Cuộc đời thì nó không nói trước được đâu, nhưng nếu như bạn là cái người sống tốt, sống tử tế, mà khi bạn có cái chuyện gì, mình nói mọi người chung tay nha. Mọi người chung tay, mọi người giúp đỡ bạn liền. Chứ còn những cái người, mà cứ bỏ lơ thế này thế kia, chỉ nghĩ đến cái bản thân đi, với người thân, với họ hàng, với xung quanh, với thế này thế kia, cũng chả buồn quan tâm, cũng thế này thế kia. Cứ sống thế nào thì sống, cứ thế này thế kia. Thì mình nói cái cuộc sống sau này, có những cái lúc bạn ngồi một mình, bạn có cái chuyện gì, bạn cô đơn ru rú một mình, không thành công được đâu. Mà cái cuộc đời nó buồn lắm. Những cái người không biết quan tâm đến ai ý, không dành thời gian ý, cứ cái lúc mà đang thế này thế kia, chỉ cứ thích làm những cái việc mà bản thân mình thích, kiểu ích kỷ. Sau này bạn biết, tương lai là bạn mệt đấy. Tương lai là mệt đấy, rõ ràng tương lai là mệt đấy. Bạn cứ để đi, cứ để ý xem có đúng không. Thế nên làm cái gì thì làm. Mình nói nhiều bạn mải mê kiếm tiền thế này thế nọ, có những cái bạn nó mải mê kiếm tiền mà đến những cái ngày ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ cũng trả về thăm gia đình này này nọ nọ, cứ cho là cái công việc, cái sự nghiệp, cái đồng tiền gì nó là quan trọng, trong khi cái tình thân, tình thương, tình gia đình này nọ. Mình nói cái cuộc đời, những cái đó nó mới là những cái kỷ niệm, nó mới là những cái động lại, nó mới là những cái quý. Còn tiền bạc bạn kiếm thì bạn kiếm cả đời. Hôm nay bạn không kiếm, ngày mai bạn kiếm. Mà bạn kiếm chắc gì bạn đã giữ được. Bao nhiêu cái trường hợp, nhiều khi cố gắng cứ thế này thế kia, hy sinh thời gian công sức đủ các kiểu, cuối cùng là gì? Đầu tư đúng thì không sao, đến lúc mà đầu tư sai cái lại phá sản. Bao nhiêu cái công sức đổ tõm mất xuống. Trong khi cái thời gian thế này thế kia thì cứ bỏ bẵng gia đình, bỏ bẵng người thân này này nọ nọ, để làm cái gì, để làm cái gì cái đó, có phải là thiệt không? Cuối cùng vừa sự nghiệp vừa ra đi, xong rồi cái tình thân gia đình cũng ra đi, nó cha có tình cảm cũng lạnh lùng, cũng chỉ nghĩ đến những cái này cái nọ. Thế tự dưng cái cuộc sống như thế có phải là dại không? Bạn cứ để đi, đấy đâu phải là khôn đâu. Để mà có được cái đồng tiền, cái số của bạn có tiền thì bạn sẽ có tiền, mà đâu phải là cứ vì cái đồng tiền mà bất chấp mà cứ thế, đúng không? Nói chung là cái văn hóa phương Đông nó khác. Những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày này ngày nọ, gia đình họ hàng quây quần, phải dành thời gian này nọ, nên dành thời gian, đúng không, với những cái người thân, như thế mới là ok. Chứ còn bạn, mình nói bạn có là ai đi chăng nữa, mà kiểu như là bạn, trong đầu của bạn, bạn đặt cái sự nghiệp của bạn nó kinh khủng quá, đặt cái tiền bạc nó kinh khủng quá, này này nọ nọ, thì nó lên trên hết ý, thì cũng buồn. Mình nói nha, nếu như mà cái công việc, cái sự nghiệp của bạn ấy nó là trọng đại, nó là những cái vấn đề mà người ta gọi là hệ trọng, là việc quốc gia, thì nó lại là khác, thì bạn hy sinh, bạn công hiến thì không nói. Nhưng đường này chỉ mấy cái công việc vớ vớ vẩn vẩn, có rồi nhưng mà cứ muốn có nữa, chả dành thời gian cho gia đình, tham, cứ tham, tham công tiếc việc này, tham cái kiểu như là cái kiểu gì, cũng đùng cái đầy người, đùng cái cứ cố gắng là 5 năm, 10 năm đang phát triển rực rỡ, tự dưng đùng cái tay trắng, sao mà nói trước được, đúng không? Thế nên nói gì thì nói, nên dành thời gian cho gia đình nha. Nhất là đi làm ở đâu như nào ấy, xa quá thì không nói. Nhưng mà nếu mà không phải là xa quá, không phải ở chỗ xa quá ấy, thì cứ những cái cuối năm, ngày lễ, dịp Tết, hay dịp gia đình mà dỗ giết cái thứ thế này thế kia, quây quần, để nên là mình chưa kể đi làm xa, thi thoảng nếu có gì mà cũng phải
về thăm nhau. Bây giờ đường xá đi lại nó cũng dễ dàng, tàu thì cũng nhanh, có cái gì đâu, hay là đi cái gì phương tiện công cộng cũng thoải mái mọi thứ. Bỏ cái thời gian, bỏ cái công sức thế này thế kia, có thiệt thòi đấy, ok, có. Đang gián đoạn, đang kiểu như là đang vào guồng, đang làm việc thế này kia, nhưng mà tự dưng đi đi lại lại nó mất thời gian thế này thế nọ chẳng hạn, có thiệt thòi. Nhưng về tương lai, về sau, về hậu, bạn không phải ân hận. Chứ còn về tương lai thế này thế kia, bạn chẳng có cái gì mà cuối cùng tình cảm bạn chẳng có thế này thế kia, bạn mới thấy bạn sẽ là cái người bạn bị ân hận. Đúng không? Các bạn cứ để ý cho mình cái điều đó. Còn một cái điểm này nữa này. Một cái điểm này nữa là cái điểm mà mình nói, cái điểm này là cái điểm rất là quan trọng. Điểm này quan trọng lắm. Cái điểm này quan trọng lắm. Mình nói nha, mình nói bạn làm cái gì nha, bạn làm cái gì, bạn được cái gì thì chưa cần biết. Nhưng mà bạn cứ nhớ là thế này này, nếu như bạn là cái người ấy, bạn làm bất cứ cái gì nhưng bạn luôn, bạn biết dành cái thời gian ấy để bạn giúp đỡ những cái người xung quanh, người này người kia, kể cả là người lạ lẫn người thân hay là như thế nào ấy. Bạn là cái người bạn hay dành những cái thời gian để bạn giúp đỡ người khác ấy. Ok đi bạn nhá, cái tương lai của bạn thì, cái tương lai, cái hậu vận của bạn thì cực kỳ là ok. Bạn hãy tin mình một cái điều là như vậy. Bạn chịu khó, bạn bỏ thời gian, bỏ công sức, bạn bỏ sức lực, đôi khi thậm chí là bạn bỏ cả tiền bạc này nọ để bạn giúp đỡ những cái người xung quanh, giúp đỡ mọi người. Bạn cứ để đi, cái đó là cái thiệt thòi trước mắt đấy. Nhưng mà nó lại rất là tuyệt vời. Cái phúc của bạn nó tăng lên, cái tương lai của bạn ok. Cái tương lai của bạn, mình nói những cái người mà người ta hay hay thích giúp đỡ mọi người này này nó nói, cái tương lai người ta ok lắm. Mình nói cho dù cái tương lai người ta có thể không phải là cái người rất giàu, nhưng thế này này, nhưng người ta khỏe mạnh, người ta vui vẻ, mà hơn nữa là như này, gia đình của người ta ấy, gia đình những người thân người thương của người ta ấy, đều rất tử tế, con cái rất hiếu thảo, lạ lắm. Con cái hiếu thảo, gia đình mọi người đồng, mọi người từ hàng xóm hay là từ gia đình, từ vợ vợ chồng chồng này nọ, rất đoàn kết yêu thương nhau, sống rất tử tế tình người với nhau, vừa có sức khỏe vừa có vui vẻ, nhìn mặt mũi tử tế lương thiện phúc hậu. Cũng chỉ bởi người ta là những người người ta thích làm những việc tốt, giúp đỡ mọi người, dành thời gian. Dĩ nhiên là bạn là những người bạn không thể là lúc nào bạn phải dành thời gian thế này thế kia, bạn còn phải lo công việc đúng không, lo cái cuộc sống, ok. Thì bây giờ ấy, dành nhiều thì giúp nhiều, mà dành ít thì giúp ít, mình phải biết sắp xếp. Nhưng mà đừng có cái chuyện là không giúp một cái gì. Bạn mà có cái nhìn sâu nhìn xa thì bạn sẽ hiểu là như này này, mọi người tốt thì mình tốt, tất cả chúng ta ấy, đều là cái mảnh ghép của nhau, đều rất cần nhau. Người ta không tốt, mình không tốt được. Bạn hãy nhớ đấy. Bạn hãy nhớ đấy. Bây giờ mình hỏi bạn nhé. Bây giờ mình hỏi bạn là như này này. Bạn đang tốt. Bạn đang có đầy đủ những cái điều kiện để bạn là cái người tốt. Bạn đang vui vẻ, đang thoải mái này này nọ nọ. Đúng không? Đúng không nào? Bạn đi ra ngoài đường, bạn cũng gặp một cái người cũng đang tốt như bạn, cũng đang vui vẻ, đang thoải mái, đang hạnh phúc thế này thế kia, bạn tiếp xúc với người ta, bạn thấy dễ chịu đúng không? Thấy dễ chịu hay là khó chịu? Bây giờ mình hỏi bạn, bạn thấy dễ chịu hay khó chịu nếu như bạn cũng gặp cái người cũng đang hạnh phúc giống như bạn, đi ra ngoài đường thế này thế kia cảm thấy rất dễ chịu. Đấy là người ta tốt. Thế còn cũng là đi ra ngoài đường, bạn gặp cái người, người ta đang kiểu như là rất khó khăn, rồi người ta thế này thế kia, rồi nhiều khi là người ta bí quá, người ta khó quá, rồi người ta sinh ra là nhiều cái khuôn mặt của người ta nó không được dễ mến nữa, bởi vì cái lúc đó là người ta đang kiểu như là người ta rất là thế này thế kia, người ta cũng không vui vẻ gì cả, thì đang còn lo lắng nhiều thứ đủ kiểu làm sao vui vẻ được. Đôi khi người ta khó chịu,
người ta khó chịu, gương mặt của người ta nhìn nó khó chịu, người ta gặp bạn thế này thế kia, người ta nhìn bạn với ánh mắt khó chịu. Không, bạn không cẩn thận để người ta mắng cho, ví dụ thế. Thì bây giờ mình hỏi bạn, bạn có vui được không? Nếu bạn gặp cái người mà người ta không vui, bạn có vui được không? Bạn có là tiên là Phật thì mình không nói, bạn có là thánh thì mình không nói, nhưng mà rõ ràng một cái điều ấy, người ta vui thì bạn mới vui, bạn bị ảnh hưởng ít nhiều chứ còn gì nữa. Ảnh hưởng ít nhiều chứ còn gì nữa. Thôi mà bây giờ mình nói luôn là như này rồi, bây giờ mình nói luôn không cần phải nói cái gì sâu xa như nào. Bây giờ cái tạo hóa, bạn không biết là tại sao bạn lại xuất hiện đúng không? Bạn không chọn được cái nơi bạn đến, bạn đi thế này thế kia, không chọn được nơi bạn sinh ra bạn đến đúng không? Không chọn được cái gia đình, không chọn được bố mẹ đúng không? Ok. Nhưng mà tự dưng bạn cảm thấy không? Bạn cảm thấy ở trong bạn ấy, bạn có cái gì nó thông minh hơn người này, có gì nhanh nhẹn hơn người này, có cái gì nó may mắn hơn người này, mọi thứ cái điều kiện nó hơn người này. Đúng không? Trong khi cũng là những cái người mà bạn gặp thì có những người người ta không được như bạn. Người ta chậm hơn bạn, người ta không thông minh, không nhanh nhẹn bằng bạn, người ta thiệt thòi đủ mọi đường. Đúng không? Thế thì như thế nào? Thì bạn may thì bạn phải bù đắp cho người ta chứ. Thế bạn vùi dập người ta. Không lẽ bạn được may còn người ta như thế thì bạn để, bạn cứ kệ à? Bạn kệ làm sao được? Bây giờ ông trời ông ấy thấy bạn tử tế, bạn tốt thì ông trời ban cho bạn cái đó. Thì bạn phải ban cho bạn cái đó rồi bạn phải biết để làm gì? Trả ơn chứ. Ông trời ban cho bạn cái những cái điều kiện đó để bạn giúp đỡ những cái người khó khăn hơn bạn. Thì đấy mới là cái người biết ơn, cái người trả ơn chứ. Bạn đấy đi, hay là bây giờ bạn thích đổi ngược lại. Nếu bạn là cái người ấy, bạn có được những cái này cái kia mà bạn lại còn kiểu ích kỷ, bạn không giúp đỡ người này người nọ ấy, thì bạn có dám đổi không? Dám đổi ngược lại không? Bạn là cái người mà được nhận, còn cái người mà lẽ ra là người ta nhận, người ta là cái người giống bạn, người ta là cái người người ta cho đi. Bạn thích là người cho hay bạn thích là cái người nhận? Bạn phải để ý cái điểm đó. Đúng không? Bạn phải để ý cái điểm đó chứ. Hay chẳng nhẽ bây giờ bạn thích là cái người nhận à? Hay thích là cái người cho? Mình có được cái may mắn, mình có được cái này cái kia. Nói chung là cái chia sẻ mình nói trên cái thế giới này, cái chia sẻ đều là cái cần thiết. Muốn nói gì nói. Chả cần phải riêng đất nước nào. Các bạn thấy là để mà phát triển, để mà tồn tại, để mà thế này, để mà mọi thứ đều cần có sự chia sẻ đấy thôi. Đều cần phải có cái sự mà biết quan tâm đến nhau đấy thôi. Thế bây giờ người giỏi với người kém, bạn nghĩ là cái người giỏi và người kém thì cái người nào là cái người có giá trị? Mình nói người ta nghiên cứu rồi, cái người giỏi được lợi nhiều hơn là cái người kém được lợi nhiều hơn so với cái người giỏi. Bạn hãy nhớ đấy, cái người thông minh lại được lợi nhiều thứ hơn từ những cái người mà kém thông minh. Còn những người kém thông minh được lợi từ những cái người thông minh nó ít hơn. Bạn hãy nhớ cái điều đó đấy. Đúng không? Thế nên vậy nên đi. Vậy nên nói gì thì nói nha, nói gì thì nói. Cứ chia sẻ, cứ cho đi, cứ giúp đỡ người này người kia ấy, thì nó là điều tốt. Nó là điều tốt, mọi thứ đều rất tốt. Cái bản thân bạn cũng tốt lên, mà bạn đừng có nghĩ là bạn cho đi là bạn mất đi, là bạn chịu thiệt, không. Nếu để mà nhìn sâu ý, thì bạn sẽ thấy. Mình nói nhờ những cái người, nhờ những cái người mà người ta chưa được. Người ta, ví dụ nha, bạn có làm bác sĩ giỏi thì bạn cũng phải nhờ cái người bệnh nhân đi. Bệnh hiểm nghèo, khó chữa, mà bạn chữa được, thì bạn nhờ cái chuyện bạn chữa được, thì bạn mới trở thành có cái danh hiệu là bạn có uy tín, bạn là cái người giỏi. Bạn phải cảm ơn ai? Bạn phải cảm ơn bệnh nhân chứ. Cảm ơn cái người bệnh nhân đó.
thì bạn mới có được cái danh hiệu đó. Chẳng hạn ví dụ như vậy, bạn cứ để đi, không phải nhờ nhau hết đấy, đơn giản đâu, đơn giản đâu. Kể cả bạn là cái giáo viên giỏi vậy thôi, giáo viên giỏi vậy thôi, thì nhờ có những cái học trò ấy, nhờ những người học trò ấy, người ta học của bạn mà người ta thành đạt thành công, người ta thành người, người ta có ích cho xã hội, người ta có được cái này cái kia, thì bạn mới là cái người giáo viên giỏi chứ. Mà giáo viên giỏi, bạn là giáo viên giỏi, bạn cũng phải nhờ những cái người mà ấy, bạn dạy dỗ người ta từ là cái người cá biệt, từ là những người mà kiểu như là những người mà kiểu tưởng chừng như là người ta kém thông minh ghê gớm, người ta không học nổi, không học được, nhưng bạn uốn nắn, bạn dạy dỗ, bạn chỉ bảo cho người ta, người ta hiểu được vấn đề, người ta trở thành cái người giỏi, người ta thay đổi cuộc đời, thì tự dưng cái danh hiệu của bạn, cái tên tuổi của bạn nó đi đến hết cuộc đời bạn luôn ấy. Thế bạn phải cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Cảm ơn cái người học trò như vậy, trông vậy thôi, bạn nhớ đấy. Đôi khi nó có cái này nó mới có cái kia, phải dựa dẫm vào nhau hết đấy. Không có người tốt, không có người xấu thì làm sao biết đâu là người tốt? Không có khó khăn thì làm sao mà cảm nhận được cái vượt qua khó khăn nó là cái hạnh phúc? Thế nên cứ có cái gì hay bất cứ cái gì, chúng ta không bỗng dưng đâu, không bỗng dưng, không bỗng nhiên. Không cái gì nó ngẫu nhiên mà nó có được đâu. Thế nên đã có được thì nên cảm ơn, nên biết ơn, nên cảm ơn tất cả những cái gì xung quanh. Chỉ có cái sự chia sẻ, đóng góp, giúp đỡ thì mới làm, nó mới làm cho mọi thứ xung quanh ấy, nó mới tốt đẹp, nó bền vững, nó gắn chặt với nhau. Chứ còn không thì bất ổn. Các bạn cứ nhớ đấy, cái gì một chiều đều là bất ổn, có đi về có lại, phải như vậy. Các bạn cứ nhớ, mọi thứ đều là như vậy, đúng không? Nói chung mình nói, tóm lại mình nói các bạn là như này, mình nói quý vị là như này nha. Cái người cho đi, cái người hay cho đi thì họ mới là những người, họ mới là những người khôn, họ mới là những người hay may mắn, hay có may mắn, hay có lộc. Đấy là cái người khôn. Còn cái người mà không cho đi, cái người mà kiểu như là khi mà có đủ điều kiện, có thế này thế kia mà cứ kiểu như là không chịu cho đi, thì là những người dại. Đấy toàn là những người dại, người cho đi mới là cái người khôn. Nhưng mà cái người mà kiểu như là người ta chưa phải là cái người mà khó khăn, mà người ta cứ mong muốn người ta nhận ý. Ý, mong muốn chỉ được nhận thôi mà không cho ý, thì cũng là cái người dại. Nếu như bạn là cái người bạn khó khăn, thật sự bạn thế này thế kia thì bạn nhận thì ok. Nhưng còn để mà nói bạn là những người bạn, trong đầu bạn nhiều khi bạn kiểu đóng cửa đi ăn mày ý, bạn thích nhận ý, thì bạn là cái người dại. Bạn là cái người dại, rõ ràng là cái người dại. Cái người người ta hay cho đi thì người ta sẽ có, hay có nhiều những cái may mắn, hay có lộc, thì người ta có người ta mới cho. Bạn cứ nhớ đấy. Còn cái người mà kiểu như là hay nhận ý, thì cái phúc của bạn ấy nó mất đi nha. Cái phúc nó sẽ mất đi, cái lộc nó sẽ mất đi. Bởi vì bạn nhận mà, bạn hay được nhận mà. Mà không cẩn thận bạn nhận là bạn đang nợ đấy. Bạn đang mang nợ vào trong mình đấy. Bạn đã nhớ đấy. Cái người hay cho đi là cái người đang gieo những cái may mắn, cái tốt. Còn cái người nhận là cái người đang nợ đấy. Thế chẳng nhẽ bạn không thấy à? Bạn thấy là những người đang ăn xin ăn mày, người ta toàn được nhận đấy. Người toàn được nhận đấy. Còn những cái người mà người ta hay cho tiền, những người ăn xin mày, thì họ đều là người có thì họ mới cho đấy, còn gì nữa.
mà người ta cho, người ta đâu có mất đi đâu. Người ta càng sởi lời bao nhiêu, sởi lời dưới cho mà. người ta càng cho bao nhiêu, người ta càng sởi lời bao nhiêu, người ta càng có nhiều cái may mắn bấy nhiêu mà. Các bạn cứ để đi. Một cái người mà người ta đã cho được rồi là cái tâm tham người ta nó bỏ bớt đi. Cái tâm tham mà nó buông xuống được, nó bỏ bớt đi, cái đầu người ta nó nhẹ nhõm. Cái đầu nó nhẹ kinh khủng luôn ý. Còn bạn nào mà cái kiểu như cái tâm bạn giành giật ý, kỷ, tâm tham lam muốn vơ về cái đầu bạn ấy nó nặng chình chịch, cái đầu bạn nó nặng trĩu, cái tâm của bạn ấy nó không buông xuống được từ những cái tham lam, thì ai thiệt. Nói chung những cái người cứ ấp ủ, cứ để, cứ ích kỷ, cứ để mọi thứ trong đầu tính toán, rồi bắt đầu hơn hơn thiệt thiệt, thua thua thiệt thiệt, cứ hơi tí là sợ, nhạy cảm quá ấy. Cái người đó sống cái cuộc sống nó mệt lắm. Người đó sống không chất lượng. Thế nên phải cho đi là đúng rồi. Cái người càng cho đi là những cái người, mình nói tất cả những người, người ta có cái sống cho đi, ok, thiệt thòi trước mắt, nhưng mà về sau người ta càng ngày càng về hậu, càng về sau người ta càng là những cái người, người ta sung sướng nhá. Càng về hậu, càng về sau người ta càng là những cái người, người ta rất có phúc. Cái cuộc sống người ta càng an nhiên tự tại, càng thong dong. Các bạn hãy nhớ, các bạn cứ để ý mình, cứ để ý với mình một cái điều là như vậy. Tốt nhất là như này này. Những cái bạn nào là những cái bạn ấy, bạn không chịu cho đi, không chịu thiệt đi, bạn hãy tập đi. Bạn chịu không, bạn tập đi. Mỗi ngày bạn cho đi một tí, một ít. Bạn tập đi, cái đó nó chỉ có lợi thôi. Bạn cứ cho đi là bạn cho bớt đi cái lòng tham, cho bớt đi cái nghiệp tham lam. Bạn tập đi. Buông xuống được ấy, thì tốt lắm. Cái tâm bạn nó nhẹ nhõm, cái tâm của bạn nó nhẹ nhõm rồi nó sẽ sáng suốt, nó sẽ thông minh. Mà khi bạn sáng suốt, bạn thông minh ý, thì bạn ấy là những người ý, bạn nhìn ra nhiều cái cơ hội rất tốt. Bạn cũng là những người bạn có được nhiều những mối quan hệ rất tốt, rất tử tế. Khuôn mặt của bạn nó cũng đẹp ra. Mọi thứ của bạn nó đều tốt lên. Những người hay cho đi, bạn nhìn mặt đi. Bạn càng nhìn bạn càng thấy đẹp. Còn những cái người mà ích kỷ, những cái người mà không cho đi, những người ích kỷ, những người tính toán ý, bạn càng nhìn mặt càng thấy xấu. Càng nhìn càng không muốn gần. Đấy như mình nói ban đầu đấy. Những cái người mà người ta kiểu không tính toán, người ta cho đi, người ta là những người sống biết điều ấy, người ta hay có được nhiều những cái cơ hội ấy. Hay có được nhiều những cơ hội tốt đẹp. Người này người kia, người ta muốn hợp tác, người ta muốn trao cơ hội, thì người ta trao cho cái cơ hội cái người mà người ta biết điều chứ. Chứ ai trao cơ hội người khôn vặt khôn lỏi làm gì, đúng không? Bạn để ý cho mình cái điều đó nha. Một cái điểm này đúng là cái điểm này là cái điểm quan trọng lắm. Mình nói cái điểm này là cái điểm quan trọng lắm. Những cái người nào, những cái bạn nào mà kiểu như là bạn là những người bạn thiệt thòi trước mắt ý, nhưng mà về hậu, về sau bạn là những người bạn số, bạn sướng ý, bạn không thể thiếu được cái điểm này. Không thiếu được cái điểm này đâu nha. Tiết kiệm. Nhớ cho mình. Tiết kiệm. Bây giờ mình nói đơn giản là như thế này. Bây giờ bạn làm một tháng bạn có người này tiền, người này lương chẳng hạn, thế thì ai chả muốn có tiền là phải tiêu, đúng không? Thế tự dưng bây giờ làm mình vất vả, mình thế này thế kia mà mình có tiền mình lại không tiêu, mình lại cứ phải ăn rẻ ăn xẻ, mình lại cứ phải tích góp, mình tiết kiệm, mình không thể thích những cái gì mình thích, mà mình cứ phải tiết kiệm thế này thế nọ, không ai muốn, đúng không? Bởi vì rõ ràng như thế là thiệt thòi, đúng không?
Bởi vì mình có đi xin ai đâu, mình đi ăn cướp ăn cắp của ai đâu, mình có thế này thế kia đâu, mà của mình chính đáng, mình phải được tiêu chứ. Nhưng mà bạn lại không tiêu mà lại tiết kiệm, rất thiệt thòi, đúng không? Ok, rõ ràng là thiệt thòi thôi, rõ ràng là thiệt thòi thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói với các bạn là như thế này, bây giờ mình lại nói với các bạn là như này này, bạn hãy nhớ là thế này này, tất cả những người mà người ta là những người người ta thành công ấy, người ta đều là gì? Người ta đều không thể thiếu cái gì, không thể thiếu cái đức tính gì? Tiết kiệm. Không một ai mà thành công, người ta trở nên quá giàu có thế này thế kia mà người ta lại không biết tiết kiệm. Mình có suy các bạn là tiết kiệm không đâu. Nếu mà tiết kiệm mà kiếm được mà cứ vứt vào két hay là vứt vào giấu đi, không tiêu, không chi, không tiêu, không thế này thế kia thì có mà dở hơi. Mình không hề suy các bạn là như vậy. Các bạn tiết kiệm ấy, ok, các bạn tiết kiệm là để các bạn không phung phí, đúng không? Ít ra ấy, có một cái lúc nào đó các bạn cần dùng đến thì các bạn không không phải đi vay đi mượn, không phải lo lắng lắng, đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, khi các bạn tiết kiệm ấy thì rõ ràng là cái tiền tiết kiệm của bạn ấy để các bạn dành, các bạn đầu tư vào một cái kênh nào đó, đầu tư thông minh nhá, đầu tư để mà sinh lợi, đầu tư những cái tiền mà bạn tiết kiệm được ấy. Bạn chịu khó đi, bạn tiết kiệm là gì? Bạn tiết kiệm là bạn đang kìm hãm cái sự sung sướng của bạn, sự hưởng thụ của bạn đấy đó, của bạn đó nhá. Thì bạn khi bạn có để bạn đầu tư thông minh vào một cái kênh gì đó để mà kiếm ra tiền. Mình nói nhá, cứ kiếm ra tiền lại, tiết kiệm lại để mà đầu tư nó lớn hơn, nhưng phải an toàn nhá, phải thông minh nhá, phải an toàn nhá. Thì lúc đó bạn có thiệt thòi, bạn chịu khó, bạn thiệt thòi, bạn kìm hãm cái sự hưởng thụ trước mắt, nhưng sau này nó ok rồi thì bạn có muốn hưởng thụ cái gì thì bạn hưởng thụ, đúng không nào? Chịu thiệt thòi trước mắt. Chịu thiệt thòi trước mắt đi, sau này có rồi thì lúc đó bạn tha hồ mà bạn thích cái gì, thích ăn cái gì, thích tiêu cái gì, đỡ phải suy nghĩ, không đúng không? Bạn để đi, lúc đó thì có thời gian, có những cái đầu tư, có những cái tiền, có những cái thu nhập nó thụ động này này nọ nọ thì có thời gian chứ, có thời gian mà rảnh rỗi chứ, có thời gian mà đi đây đi đó chứ, có thời gian mà gặp những cái bạn bè, những người thân chứ. Ừ, đúng không? Nó đều xuất phát từ cái tiết kiệm đấy, từ cái chịu thiệt thòi trước mắt đấy. Còn đã có những cái người đầy người, mình nói đầy người, đầy những cái người khổ thế, kiếm được bao nhiêu xào hết, tiêu hết, có tiền trong túi cứ như là cái kiểu như là sợ là kiểu như là tiền nó bay hơi, nó bốc hơi đi, sợ là túi thùng ý. Cứ phải tiêu bằng được. Ừ, không tiêu bằng được bắt đầu lại nghĩ ra cái cách tiêu. Ừ, mà đặc biệt là như thế này là những người mình nói những cái người bán hàng, người ta nghĩ ra đủ cái chiêu trò để người ta moi tiền của khách hàng, đâm ra là bạn cũng hãy cảnh giác. Nghĩa là gì? Người ta sẵn sàng là người ta khuyến mại, người ta thế này thế kia, người ta giảm giá. Ừ, người ta để cho cái giá nó thật là thấp, người ta sell, người ta giảm giá, người ta tặng. Không phải là đồ đều, không phải đồ dởm nữa nhá. Đồ chất lượng, mọi thứ nó đều chất lượng, đều thật, đều ok. Nó giảm thấy có lợi trong đấy. Họ giảm để làm gì? Để kích thích bạn mua. Bạn mua họ, họ thiệt đấy, họ không lợi đâu. Trước mắt là họ thiệt đấy, họ không lợi đâu. Nhưng khi mà bạn mua ấy, nó hình thành cái gì? Nó hình thành cái thói quen, cái thói quen mua sắm. Ừ, thì bạn chỉ mua một cái đồ giảm giá đó thôi chứ. Bạn hình thành cái thói quen, bạn thích quá rồi, thế bạn sẽ mua cái khác của họ nữa. Thì họ là họ lãi ở cái khác, họ đâu có lãi ở cái giảm giá đâu. Cái quan trọng là tự dưng chúng ta cứ hình thành cái là cứ muốn mua, muốn mua, muốn mua. Thế nên có nhiều bạn, bạn thất bại, bạn đang kiềm chế được cảm xúc rồi, bạn đang tiết kiệm được rồi, xong bạn lại vì những cái như thế, thế là thôi, bạn lại buông thả lại từ đầu, lại thích là mua, thích là nhích. Hay là cái trò mà kiểu như là người ta bán rượu, bán bia cũng vậy.
cái bia tự dưng người ta giảm giá, coi là uống hai tặng một thì được, xong rồi có khi bia lại giảm đến đáy luôn, đến gốc luôn. Bạn không thích uống bia nhưng bạn thấy mấy đâu là bạn bỏ bia được rồi chẳng hạn nhé, nhưng bạn thấy giảm sướng quá nhỉ, sao giảm này thì tội gì mà không uống, thì cũng uống đi, uống thoải mái, vẫn giảm, bia vẫn ngon, chất lượng y như vậy. Thế xong rồi sao nữa? Nó quen đi. Thế là cứ buổi chiều lại phải lại nhớ đến bia, nhưng nó giảm cho 3 ngày liền. Thế là bạn quen luôn. Thế là cứ buổi chiều, thế là bắt đầu sau cái 3 ngày đó, cái ngày thứ tư mà không uống là bứt rất là khó chịu. Thế là ngày thứ tư lại phải tìm đến, và nó lại liền tù tì cho đến cả tháng cả năm. Thế ai lợi? Thế bạn thấy không, cái nhà bán hàng người ta cũng thiệt thòi trước mắt, nhưng mà người ta nhìn ra cái thói quen, người ta đánh vào cái tâm lý, người ta bẫy bẫy cái thói quen, bẫy cảm xúc. Thế là thiệt thòi trước mắt của cái nhà bán hàng, nhưng về sau họ lại kinh doanh được, đúng không? Thôi bây giờ lại quay trở lại, bây giờ lại quay trở lại, tóm lại là các bạn nào ấy, bạn là những người ấy, bạn biết tiết kiệm, bạn thiệt thòi trước mắt, những cái gì bạn không tiêu bạn tiết kiệm để sau này bạn đầu tư một cái gì cho nó thông minh, bạn sẽ là cái người, cái tương lai của bạn sau này sẽ là ok. Mình nói ví dụ này là mình hay ví dụ nhưng mà nó thiết thực nhất. Mình nói ví dụ sau này bạn đầu tư thông minh nhé, ví dụ nhé, bạn tiết kiệm nhé, bạn mua con gà, ví dụ bạn mua con gà bạn ăn, bạn thèm thịt gà, bạn mua con gà bạn ăn. Nhưng mà thay vì bạn ăn ý, chui vào bụng bạn là hết, đúng không? Thay vì bạn ăn ý, bạn mua một con gà về bạn nuôi, đẻ trứng, bạn nhìn quả trứng có đẻ bạn muốn ăn đúng không? Không ăn, để nó nở, nuôi tiếp. Sau này cứ gấp thép lên, mặc dù là bạn phải kiềm chế lắm, bạn thèm lắm, thèm ăn lắm, nhưng bạn không ăn, bạn cứ tiết kiệm rồi bạn cứ thế thôi. Thế sau này mình nói nhá, sau này nó cứ thành cấp số cộng, cấp số nhân, thì tha hồ gà mà bạn ăn, tha hồ trứng mà bạn bán, bạn ăn không hết bạn đem đi bạn bán. Đấy là tiết kiệm thông minh, đấy là đầu tư thông minh đấy. Đấy là cái ví dụ rất là đơn giản thôi, đúng không nào? Đó. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.